Không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến việc phục vụ khách hàng, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh luôn đảm bảo hoạt động được an toàn, thông suốt, đồng thời tăng cường hỗ trợ giải ngân, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh. Một phiên giao dịch định kỳ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, cán bộ ngân hàng hướng dẫn kỹ lưỡng từng người tham gia quy định phòng chống dịch. Các phòng giao dịch thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong việc theo dõi, nắm bắt những thiệt hại bị ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đó có biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Thì cái việc vay vốn của ngân hàng sách cho các hộ nghèo, cận nghèo là việc hết sức cần thiết. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng được triển khai rất sâu sắc đến tất cả các tổ chức hội cũng như là toàn thể bà con nhân dân. Và các đối tượng gia đình chính sách thì đều được cái vay vốn ưu đãi của ngân hàng sách của nhà nước để tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc sản xuất kinh doanh trang trại chăn nuôi và trồng cây tổng hợp của gia đình chị Bùi Thị Bảy ở xã Khánh Cường đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nguồn hàng bị mất giá và tồn đọng do khách mua giảm. Vì vậy, sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội thời điểm này rất quan trọng để chị duy trì sản xuất và có điều kiện xoay vòng đồng tiền. Cũng nhờ được nguồn vốn của chính sách, gia đình cũng tạo điều kiện làm kinh tế, cũng thấy phấn khởi. Thứ nhất là cảm ơn Ngân hàng Chính sách và các hội đã động viên gia đình làm kinh tế, thì cũng có một phần nào đó để cho gia đình cải thiện. Thực hiện mục tiêu của chính phủ và của tỉnh vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Cùng với việc khẩn trương tiếp nhận nguồn vốn trung ương cấp, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tích cực huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Đến nay đã có hơn 13.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay với tổng số tiền 451 tỷ đồng, đầu tư phát triển chăn nuôi trồng trọt và ngành nghề. Số tiền giải ngân trong mùa dịch đã góp phần nâng tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh lên gần 2.800 tỷ đồng, tăng 158 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Chính anh cũng đã thực hiện là thành lập ban chỉ đạo xây dựng phương án cũng như là kịch bản ứng phó phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo hoạt động an toàn và thông suốt, và thường xuyên chỉ đạo và triển khai thực hiện các công tác phòng chống dịch và thực hiện nghiêm túc cái quy tắc 5K. Đồng thời thì chi nhánh phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội theo dõi nắm bắt những thiệt hại do dịch bệnh COVID-19, và từ đó có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn giúp khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh như là gia hạn nợ hay là cho vay bổ sung. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải đầy đủ kịp thời nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách, vừa tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.